Hello, everybody, welcome to Health VKT. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game tình thiên hạ. Và bản này nghe nói là có trang bị mới nha, trang bị hoàng kim gì đó, cập nhật trang bị mới gì đó. Trang bị hoàng kim, bạch kim và ánh kim nha. Cái gì mà kim kim thì để cho con bé này vô đi. Không biết sao mà thích mấy nhân vật nữ lắm anh em. Đây là game của Mê Game 77 hả? Ok, đầu vô là chúng ta có 10 triệu nè. Đó, chạy nhiệm vụ đầu game, cắn viên kim nguyên bảo, lên được VIP 10. Ok, quà nạp. Không biết là cái phiên bản lần này thuộc dạng là cái phiên bản cài cuốc hay là phiên bản ra sao đây. Vì mỗi lần mà game của bên Mê Game 77 là một server, là một cái thể loại chơi khác nhau luôn anh em. Ví dụ như là cài cuốc level, cài cuốc asep, rồi cài cuốc kim cương, rồi cài cuốc đá, rồi tùm lum hết nè. Anh em nào chơi game bên kênh heo lâu thì biết ha. Đó, bây giờ thì chắc là để cho nó chạy nhiệm vụ đầu game đi. Ta tới hôm nay server. Đây, tình thiên hạ 3D, Mobi, phiên bản không giới hạn lực chiến, khai mở server 36, phiên bản cài cuốc ha. Shop làm chủ đạo, cài vàng chủ yếu, phiên bản giảm tiền tệ trong game để tránh mất giá trị kim nguyên bảo. Gộp server sau 2 tầng BK, đua top, sự kiện đua top 36 top 1 lực chiến chúng ta sẽ có 500.000 xu ép, top 2 300, top 3 200, top 4 đến top 10 thì 100. Tính cấp độ thì cũng thế luôn hả, up bên lúc 12 giờ ngày 31 tháng 12. Đó rồi, vào game tặng VIP 10, tặng 10 triệu kim nguyên bảo vàng này nọ hả, rồi tặng bộ trang bị hoàng kim đặc quyền Mê Game 77, shop bán full trang bị ha, trừ những vật phẩm hoạt động, full thần ma, full tiên nữ, shop bán shop kim nguyên bảo khóa, bán full ảo hóa ha. Gì trang bị mới, chuyển chức hoàng kim, bạch kim, ánh kim, trang bị mới, bách chiến hoàng kim, rồi bạch kim, ánh kim, tính năng tăng cấp trang bị bạch kim ánh kim, shop bán đan nhân 1.000 hả, đánh quái gì đánh quái rớt kim nguyên bảo, chiếc bánh trung thu, mở bánh trung thu nhận ngẫu nhiên vàng danh vọng hả, rồi đánh boss rớt 10-20 vạn vàng, đánh boss VIP không giới hạn rớt vàng hả, vàng cộng VIP luôn, bó bản rớt vàng, sự kiện cài ghép chữ không khoa, ghép vàng không khóa nữa hả, lên cấp nhận thưởng vàng, chỉ cần cài kim nguyên bảo là có tất cả, hoàn thành năng động nhận 1.000 vàng tương đương với lại 10 triệu hả, đồ 10 triệu không phá, rồi tham gia sự kiện để nhận quà hả. Đây code Mê Game được 1.000 vàng là 10 triệu ấy, và heo VKT được một bộ hoàng kim. Ok ok, ngon ngon, like share comment nhận quà nữa nè. Oh man, nhưng mà bộ hoàng kim chúng ta không lên level thì có ăn được không ta, đúng không, lên lên không không chưa chuyển chức sao ăn, để đi nhập thử rồi thì nạp đâu rồi, chuyển vàng vào Bitcoin. Đây Bitcoin chúng ta sẽ có 2 code ha, một code của Mê Game. Ok, nhận quà. À, ok, đâu. Được 20 triệu rồi nè ha. Và code Health VKT sẽ được một bộ trang bị hoàng kim. Oh man. Rồi, nhận quà nào, hư đâu, hư đâu. Đây, có hư. Đây, trang bị hoàng kim. Oh man, lụm liền.
Đâu, đã, cái này hả? Này bậc 5, đầu bậc là xưa rồi, giờ là đồ hoàng kim hả? Oh man, 5, level 500 mới mặc được. Wow, hũ là 10.000, 100.000 gì luôn nè. Đồ ghê hả? Ủa, nhét vô được rồi kìa. À, Chưa. Đậu xanh ghét nhất cái hướng dẫn này nè. Mẹ nó. Tao đang lọ mọ dưới cái bộ trang bị hoàng kim nên là chúng mày đừng có phá tao coi. Đó, nhét vô được rồi. Ồ, vậy đâu cần cấp cao đâu ta. Ok, nhận cái quần nè. À, cái này là cái lưng, cái này là cái quần. Rồi dài nè hả. Rồi tai nè. Rồi dây chuyền nè. Rồi nhẫn nè. Rồi ơi, à đúng rồi, còn hai món, còn một chiếc vòng và một cái nhẫn cuối. Đồ. Ủa, không cần cấp 500 vẫn mặc được kìa. Wow. Oh my gì. Oh, oh, lực chiến lên kìa. Wow, đây chỉ là trang bị hoàng kim thôi đó, chưa phải là bạch kim rồi ánh kim gì nữa nha. Oh man. Ngon ngon ngon. Cái gì vậy bưởi? Nhìn món này giống y như mấy món thường vậy anh em. Nhưng mà lực chiến đó nè. Oh man. 2, 4, 6, 8 triệu gửi. Chưa nâng gì hết, mặc mấy bộ trang bị vô 8 triệu gửi. What the fuck. Nè, nó ngon hơn bộ cấp 5 nữa nè. Oh, bộ chuyển 5 phải cần level 400 chuyển sinh 5 chúng ta mới có thể mặc được. Nhưng mà lực chiến của cái nón nó chỉ có 1.000 mấy thôi. Oh man, chỉ có 13.000 điểm mà. Đâu rồi? Đây đúng không? Đây. Đâu rồi cái nón? Đây cũng là một cái nón. Được 700.000 lượt chiến. Wow. Ê, thích bản này nha. Ngon, ngon lành. Chơi. Được đấy. I like it. Mà vô trong này chưa mở shop nữa hả? Man, bụi vậy. Để chạy nhiệm vụ lên cho level cao cao ha. Bây giờ là đánh khỏe rồi anh em. Một cái bù ta nó nằm ở đâu rồi? Ok, nãy giờ mới mò anh em thấy rồi hả? Bây giờ nãy mới thấy đây nè. Chúng ta có bộ đó đúng không? Nhưng mà ở đây nè, chúng ta mua cái này nè. Đó. Trang bị bạch kim tự chọn nè hả? Đó, hoàng kim tự chọn nè. Mua về thì chúng ta sẽ nâng lên được hả? Ở đây chúng ta có phần ghép nè. Anh em vào cái phần thần khí. Đây. Trang bị hoàng kim đại kiếm. À, chúng ta ghép bằng những mảnh hoàng kim ha, hoặc là chúng ta mua trong shop luôn. Mua trong shop thì chúng ta sẽ được trang bị luôn ha. Hoặc là chúng ta có thể Ủa, khoan. Ủa sao trong túi mình lại mang cái vũ khí kia ta? Rồi. À, chúng ta chưa có cái này. Vũ khí là nãy giờ chúng ta chưa có. À, chúng ta chỉ có đồ thôi hả? Đây. Nè, đó, thần khí chúng ta ghép nè hả? Đó. Anh em nhập code heo VKT thì chúng ta sẽ có được một bộ này hả? Còn không chúng ta sẽ vào đào bảo chúng ta mua. Thì cái giá của nó là 2 4 6 7 10 triệu hả? Đủ 100 triệu đó. Ồ, code heo VKT chỉ giá 100 triệu nha.
Wow, ngon lành. 2, 4, 6, 7. Này 10 triệu. Cái này cái gì nè anh em? Gì à? Chuyện chức hoàng kim tự chọn. Cái này không biết là gì á, mua thử cái hả? Này 10 triệu. Rất là nhiều trang bị hầm hố ở trong này luôn nha anh em. Ngon ngon. Bản này à. Trời ơi, cái này là đồ à, rồi, cái đồ này là đồ chuyển chức trang hoàng kim thần khôi hả? À, một cái bộ này ngon hơn hay là cái kia ngon hơn? À, chuyển 5 chúng ta mới mặc được cái này hả? 500 chuyển 5 đó. Thì 500 chuyển 5 thì đâu rồi? Chỗ cái phần ghép, đang kiếm cái phần ghép đây. Nè, cái đó thì nó nằm ở trong đồ bạch kim hả? Bạch chiến hả? Đó, bách chiến ở đây chúng ta sẽ có nè mấy cái đồ bật nè, nó nâng lên nè hả? Đó. Ok, vậy là chúng ta sẽ có trang bị mới, đó là hoàng kim. Đó. Và bạch kim. Đây, bạch kim. Bạch kim thì cần 3 món hoàng kim để lên hả? Và bộ ánh kim cũng cần 2 món bạch kim để lên. Vậy là tổng nếu mà lên được một bộ ánh kim, một món ánh kim, chúng ta phải tốn khoảng 6 món trang bị bạch kim. Để thử rồi, hoàng kim chứ, 6 món trang bị hoàng kim. Rồi, 6 món, đủ 6 món tốn hết 60 triệu rồi nha. Ok, ơi chết, nãy 6 món mà chúng ta có một món sẵn ở trong rồi. Đâu có cần tới 6 món đâu, khoảng 5 món à, mua thêm 5 món nữa. Ok, chúng ta sẽ dồn vô cái nón hết hả? Đó, 3, 4, 5. Rồi, đủ rồi đó. Rồi, tháo cái kia về chứ. Đúng rồi, cái nón. Chế tạo làm sao tháo cái nón ra ta? Hay là vô đây mình chế luôn được không? Đây, thần khí. Đó, ghép, à là phải tháo cái nón ra rồi. Đó, bây giờ chúng ta đã ghép được rồi nè. Đây. À, đào bảo ghép. Đây, thêm một món nữa. Đó, rồi chúng ta sẽ có nón ánh kim. Ánh kim là, này là 3 triệu lực chiến là 2, 4, 6. Và ánh kim là trang bị cuối, 2, 4, 6, 7, đô 10 triệu. Wow. Ngon. Oh man, đâu rồi? Nó nằm đâu vậy này nè, đây. Trang bị. À, không đủ level hả? Để tí nữa cho nó đủ luôn. Còn đây, vậy là chúng ta sẽ có rất là nhiều anh em. Wow. Ngon. Bản này giờ phơi luôn, chưa tính là trang kim nguyên bảo một nồi nữa nè. Đây, ngồi trên có chút xíu mà hồi nãy giờ 40 mấy rồi, đó, nhận quà thêm nữa kìa. Đó. Rồi chưa kể là đánh boss nữa chứ. Oh man. Rồi có rồi, trang bị thần ma nữa nè. Đây, trang bị thần trang bị thần ma này chúng ta tham gia hoạt động event trên nhóm ha. Rồi, event trên nhóm hoặc fanpage game để nhận ha. À, ngon lành cành đào không? Đào bảo thì bản này thì không khỏi cần phải nói hả? Đó, A-Sep nhân 1000. Đó, ngoại trang, đồ thú cưỡi, rồi thần ma, rồi tiên nữ, rồi bán hết trên này hả? 12 con giáp, em đây cầm tinh quý mùi nè hả? Đó, đầy đủ. Rồi, cái tư chất hồi nãy ta mua về để nuốt đâu rồi ta? Đây. Đó, sử dụng để coi đánh một con boss nè. Đó, cộng 1000 mấy kinh nghiệm. Oh man. Ok, vậy là hôm nay Heo review cho anh em một phiên bản cực mới ha. Đồ ánh kim ha. Đây, món ánh kim. Mà cái ánh kim này đâu rồi? Đây, 10 triệu lực chiến. Và nghe nói là chuẩn bị update thêm vũ khí ánh kim ha. Bởi vì hồi nãy Heo coi ở đây thì chưa có nè. Đây trang bị nè ha, đại kiếm thì ở đây chúng ta có cái món này nè hả. Đó, và đâu rồi, tai dai
Súng, đâu rồi súng nè, hỏa súng đây. Đâu cầm kiếm này, kiếm nè ha. Rồi là lực chiến là được 2.4 triệu là món hoàng kia, bạch kia hoàng kim á. Còn đây cổ cầm thiên hư đại kiếm, cổ cầm xâm nhận đại xâm nhận cũng nè là vũ khí bạch kim được 2, 4, 6, 12 triệu lực chiến nha. Và chúng ta chưa có cái vũ khí của ánh kim ha, hiện là đang chuẩn bị cập nhật tiếp đó. Ngon không, ngon không? Tính ra mà nếu full bộ này thì full bộ ánh kim thì chúng ta đã có cả 100 triệu lực chiến rồi anh em, mà nó còn cường quá lên nữa chứ. Trời trời trời, nếu mà nó cường quá lên nữa thì nó lên cả tỷ 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 lực chiến rồi đó. Wow. Rồi nhắc lại thông tin ha, phiên bản tỷ 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 lực chiến nè, open 12 giờ ngày 31 tháng 12. Anh em nào có chơi thì tải về, phiên bản siêu hot, siêu VIP và siêu giá trị ha. Ok nè, vô phúc lợi chúng ta điểm danh bù cái nè, một nùi kim cưa kim nguyên bảo nè, đó đó đó. Trời ơi, con lành con lành con lành cành đào liền đó, lên được 4 triệu à. Rồi ok, anh em nào có chơi thì tải về hả. Ok, không nói năng gì nhiều quá nhiều rồi.